Thưa quý vị, nắng nóng diện rộng kéo dài thời gian qua khiến cấp độ cảnh báo cháy rừng trên địa bàn Đà Nẵng luôn duy trì ở mức cao. Vì vậy, công tác phòng chống cháy rừng đang được ngành kiểm lâm thành phố và các địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, không để cháy lan, cháy lớn, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại tài nguyên rừng. Ghi nhận tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Từ đầu mùa khô đến nay, hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Sơn Trà thường xuyên tuần tra, đẩy đuổi nhiều trường hợp đi dã ngoại sử dụng lửa để chế biến thức ăn, hút thuốc lá ở bán đảo Sơn Trà, kể cả những khu vực ven rừng. Mới đây, đơn vị tiếp tục phối hợp với đồn biên phòng Sơn Trà tuần tra trên các tuyến đường và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại một số khu vực xung yếu có nguy cơ cháy cao. Hàng năm vào mùa cao điểm cháy rừng là từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã quyết định thành lập cái tổ liên ngành bảo vệ rừng, phòng tránh cháy chữa cháy rừng. Và trong cái mùa nắng nóng thì bên cạnh đó là về ban chỉ huy đồn biên phòng Sơn Trà đã tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ chiến sĩ, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng kiểm lâm và lực lượng công an để chủ động phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố, do nắng nóng gay gắt kéo dài, cấp độ cảnh báo cháy rừng trên địa bàn thành phố luôn duy trì ở mức 3 trở lên. Chi cục đã liên tục có các văn bản thông báo đến Ủy ban dân các quận huyện, phường xã để theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì. Các hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng cũng chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra. Trên cái cơ sở là đã được các cái trang thiết bị dụng cụ mà đã của địa phương và của ngành cấp ấy, thì chúng tôi là thường xuyên là bảo dưỡng rồi sẵn sàng là kịp thời để khi có tình huống xảy ra là đáp ứng được cái việc là chữa cháy, đồng thời là cũng đã có cái phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy của quận Sơn Trà và hiệp đồng với các cái đơn vị quân đội để sẵn sàng coi như là hỗ trợ lực lượng cũng như là phương tiện khi nó có cái tình huống xảy ra về cháy rừng. Dự báo trong thời gian tới, với mật độ khách du lịch lui tới tại các điểm thắng cảnh ven rừng tương tự bán đảo Sơn Trà diễn ra thường xuyên như hiện nay, cấp độ cháy rừng vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Ngoài công tác ứng phó của lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chức năng địa phương thì việc tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân và du khách là giải pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa các vụ cháy rừng ngoài ý muốn. Thì tình hình dịch nó cũng đã có lắng xuống, thì bắt đầu du khách đã lên tham quan bán đảo Sơn Trà rất là đông. Thì một trong cái vấn đề mà cũng chúng tôi rất là lo lắng là cái vấn đề mà tình hình du khách lên thì cũng dễ có nguy cơ ảnh hưởng tác động đến cái rừng, mà đặc biệt là công tác phòng cháy rừng. Chính vì vậy là chúng tôi đã triển khai rất nhiều cái giải pháp, trong đó là cái vấn đề là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cùng với lực lượng kiểm lâm là trong công tác bảo vệ rừng.